Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ghé thăm chợ đồ cũ làng Vạn Phúc xem sao.
Bao tiền? Bao nhiêu?
không cảm. Như đạp xe đạp được à? Đúng rồi, đúng rồi. Sống màu cao rồi, mẹ mình đạp được đéo. Đạp cái cặp này. Máy này là to. Cái này nó chỉnh toàn bộ.
chất lượng của nó vấn đề. Kia thì bán đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này gần 2 triệu. Con này bao nhiêu tiền? Con đấy để con qua nó được 2,5 triệu. Đây thì ông rút điện rồi, cắm vào ông thử quan hai chế độ đi. Quan và bắt nít tháo mở 2 chiều đảo chiếu. Thoải mái luôn, mình thích cho chiều dài. Đấy, rút cái điện ra cắm cái này. Ổ đấy. Ổ điện. Đấy, anh rút một cái ra. Anh rút cái ngoài cùng cái to to á. Để cắm cái giặc to mà. Đấy, anh rút cái ngoài ấy. Đó, cắm là. Nó bắt biết đấy là mở vít ra đấy, anh gạt điều kia là cái này vào khoan định vít thì đâu. Trời ơi, anh bắt vít anh khoan thì tùy anh chứ bây giờ thì coi như là mũi anh thích khoan thì sắt bằng gỗ thì anh bắt khoan, còn anh bắt vít anh sắt ra đầu thu vít. Đây toàn máy vẫn sử dụng được. Tốt chứ, toàn máy vẫn sử dụng tốt. Cái này phải mũi khoan sắt, còn cho khoan kia khoan bê tông. Nhưng mà nhà không có
Quả ấm cỏ này nhờ. Ngắn đi. Một tỏ thì lại.
Vừa mua về đây đấy, vừa mới lấy mấy sợi. Cái quả hút mùi hàng sống đúng không? Quả đi chạy mạnh luôn. Thử cho củ mù không do chỗ đặt trên mạng chỗ đi tìm mà không biết chỗ nào bán hình như ngoài ngã tư sở là có. Vâng, đây chỗ mua người quen người ta bảo là nó, anh ấy bảo là ở ngã tư sở có cửa hàng, nhưng mà đi tìm ra tới gần tới ngã tư sở rồi không thấy. Mua cái này mấy? Này gần 2 triệu. Vâng.
Từ lúc em mua giờ đâu 2 tháng rồi, chưa sạc lần nào. Chắc quay ít anh nhỉ? Chắc quay một ngày mà bài nhỉ? Quay liên tục một ngày. Liên tục một ngày không hết, không thể hết. Quay lại cực kỳ. Nhưng vẫn phải chạy qua phần mềm của nó. Nếu quay thì vẫn phải quay qua phần mềm của nó. Vâng, qua ứng dụng của nó. Bao nhiêu tiếng anh nhỉ? Mũi này là loại tốt hay loại thường? Loại trung bình, vãi trung bình. Em mua mấy hộp nó có đủ gỗ? À đấy là thuốc quan. Thằng tàu thì rẻ có mấy chục nghìn thôi. Vâng, mua trăm nghìn. Bộ ấy mấy trăm, 300, hơn 300, phải ít đâu. Thuốc quan kém. Đây con bà đây có loại khoan cả inox. Bà khoan một loại nữa đắt hơn nhưng mà nó đắt quá. Không dám mua. Vâng ơi, con mũi khoan cả inox đây. Chấp mọi thứ. Như này là khoan cả inox. Nguyên mũi không 300 nghìn. Inox có cứng. Vâng, inox có cứng. Inox 304, 201. Cứng khoan ghê lắm. Đó là hôm nào hỏng ra đây. Nào hỏng hai bộ ấy ra đây ấy.